xe bên tài công ảnh xây trở vào cảng anh em. Xe bên tài công mạnh xây trở ghe vào cảng nha. Nãy anh chị lên bơm nước. Dòng sông hẹp quá hay không, anh tài công ảnh dậm ghe cho bà con xem thử. Nhìn tầm này mới thấy cái độ dài của ghe nè, bữa giờ mình quay chưa thấy cái độ dài của ghe. Bữa nay tài công mình lấy nước lấy dầu. Neo lại như đây. Ghi đặt neo lại. Xem tay quạt nó đạp số gì thử. Động cơ 750 mã lực của Komatsu.
xã kia này à. Cần cận cảnh quá anh em, không ai nhìn tổng quát cái chiếc ghe được. Đang lấy nước cho nó bình ghe lại, bữa giờ nó đang nghiêng về phía bên lái á. Bữa nay nhìn xe mới thấy được cái độ dài của nó nha anh em. Đó, đây đây ở trên nó quay 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 nhìn té. Mình có quay những cái trang thiết bị trên tàu ké cho anh em xem, và một số trang thiết bị thì mình có báo vé cho anh em nghe chơi thôi, chứ thiệt sự những anh em làm biển thì ai cũng biết cái giá trị của trang thiết bị điện tử trên tàu ké là nó bao nhiêu. Cũng có thể là có một số anh em thì người ta không có làm biển nên người ta nào tưởng đâu là mình báo cái máy 4 tỷ rưỡi hay là cái máy 1 tỷ rưỡi hay là cái máy giờ ké 2 tỷ 6, 2 tỷ 7 là anh em vào nói mình là nổ này kia. Thực sự những cái máy giờ ké 4 tỷ rưỡi là bình thường mà anh em. Còn những cái máy tầm 1 tỷ rưỡi thì bà con ngư dân xài phổ biến, đeo phần lưới rút ai cũng có. Còn những cái máy tầm 2 tỷ 6 thì bây giờ người ta xài cũng phổ biến rồi. Còn những cái dòng máy siêu chụp thì nó nằm tầm 4 tỷ rưỡi trở lên. Thì những cái dòng máy đó thì một số ngư dân ở địa phương mình cũng đã áp dụng. Còn những ngư dân ở Bình Định thì áp dụng cái dòng máy giờ ké 4 tỷ mấy thì cũng nhiều rồi, không phải là ít. Đó là mình nói cái máy giờ ké thôi nha. Còn những cái máy như là radar thì nó nằm tầm 150 đến 200 triệu. Còn máy đo dòng chảy thì 500-600 triệu. Thì những cái trang thiết bị đó với cái tầm giá đó thì anh em làm nghề lưới rút thì họ biết. Mình nói ra họ biết thôi, còn có thể một số anh em khác cũng xem qua video của mình thì cứ nghĩ là mình nói to, nói phóng, nổ thôi. Nhưng thực sự thì anh em xem qua nhiều cái video thì anh em sẽ hiểu. Đây là cái dĩa đo là bàn vệ tinh đo dòng chảy á. Còn đây cái radar thì anh em hiểu cái mục đích đã làm gì rồi. Mấy anh thợ tiền đang bọc nóc. Mấy tàu cá này hạ thủy trang thiết bị hiện đại mới hết trên tàu thì nằm tầm mười mấy tỷ là chuyện bình thường thôi. Khi mình nói những cái tàu ké này nằm tầm mười mấy tỷ thì mấy anh vô mấy anh chửi mình nhiều lắm luôn á. Ghê dài quá ha. Đó, nghiêng nghiêng về phía bên lái xíu nữa lấy nước nó cân lại nhìn nó đẹp hơn. Zoom vô trong cabin thử.